Tôi cảm ơn tất cả các quốc gia đã giúp đỡ những người hòa đạt, đặc biệt là những người khách lạ, đến miền đất của họ. Bởi vì trong Kinh Thánh có nói, hãy đối xử tốt với khách lạ, bởi vì các con cũng là khách lạ ở vùng đất Ai Cập. Tôi xin cảm ơn Ngài khoản đóng góp 53.000 Mỹ Kim. Chúng tôi sẽ sử dụng đó thật tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây nhà cho người dân ở nơi đây trong trang trại của tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng những túp lều nhỏ, nhưng sẽ cho phép chúng tôi bảo vệ mọi người. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cho họ thức ăn, nuôi nấng họ, chữa trị cho họ và bảo vệ họ. Và chúng tôi sẽ thực hiện điều xứng đáng với giải thưởng này bằng cách tiếp tục cố gắng hết mình vì người lao động nhập cư. Một số đóng góp của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư thuần chay cho người tị nạn. Các đóng góp ước tính đến nay từ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư cho người tị nạn 4.074.575 Mỹ Kim. Etc.